Rất vui được chào đón quý vị, các cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Phú Quý Tử Vi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp cho một ngày thứ năm tràn đầy may mắn, tài lộc, thành công và hạnh phúc. Kênh Phú Quý Tử Vi chuyên nghiên cứu và chia sẻ thông tin về tử vi, tướng số, phong thủy, tâm linh cũng như những thông điệp khoa học và ý nghĩa của cuộc sống. Hiện tại, nhiều video trên kênh đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ quý vị. Hôm nay, trong chuyên mục Tử Vi ngày mới, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết tử vi của 12 con giáp cho ngày 5 tháng 9 năm 2024. Để biết vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe và gia đạo của từng con giáp trong ngày mới, hãy đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi thông tin tổng quan cho ngày thứ 5, 5 tháng 9 năm 2024 dương lịch, tức ngày 3 tháng 8 âm lịch, ngày Nhâm Thân, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn. Khung giờ hoàng đạo, Tý 23 đến 1 giờ, Sửu 1 đến 3 giờ, Thìn 7 đến 9 giờ, Tỵ 9 đến 11 giờ, Mùi 13 đến 15 giờ, Tuất 19 đến 21 giờ. Tuổi xung với ngày, Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân. Tuổi xung với tháng, Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu. Việc nên làm trong ngày hôm nay, tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, may mặc. Việc không nên làm, chôn cất, khai trương, làm cửa, khai thông đường nước, đào ao hồ, thư kiện. Sao Khuê là một trong thất sát tinh, nếu đẻ con nhằm ngày này thì nên lấy tên Sao Khuê hay lấy tên sao của năm tháng mà đặt cho trẻ dễ nuôi. Hướng xuất hành tốt, đi theo hướng Tây Bắc để đón tài thần và theo hướng chính Nam để đón hỷ thần. Quý vị vừa theo dõi tử vi tổng quan cho ngày 5 tháng 9 năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày mới. Đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy chia sẻ để bạn bè và người thân cùng tham khảo. Đầu tiên xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tý. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Tý hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2024 cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung. Nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn. Trong tình cảm, có vẻ tuổi Tý hôm nay không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai. Sức khỏe ổn định, tuổi Tý đang có thân hình đáng mơ ước đó nên nhất định phải tiếp tục chăm sóc cơ thể nhé. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tý. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 27, 81. Màu may mắn đen, trắng. Giờ tốt 7 đến 9 giờ. Canh Tý 1960 các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Nhâm Tý 1972 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Tý 1984 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Tý 1996 hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính. Đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Tý 2008 trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Quý nhân phù trợ, Thân, Tỵ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tý trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ năm luôn gặp nhiều may mắn,
hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Sửu. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024 có những tín hiệu cho thấy tuổi Sửu sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Con giáp này sẽ sớm vượt qua được nếu biết tập trung cao độ, thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất. Nhiệm vụ càng khó thì càng đòi hỏi trình độ phải cao và tất nhiên là phần thưởng khi hoàn thành cũng cực kỳ xứng đáng. Tuổi Sửu hãy thật tỉ mỉ và thận trọng, không nên nóng vội, thành quả vẫn đang chờ bạn phía trước. Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Sửu cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn. Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì tuổi Sửu nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Sửu. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 30, 15. Màu may mắn cà phê, xám. Giờ tốt 17 đến 19 giờ. Tân Sửu 1961 ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý Sửu 1973 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Sửu 1985 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Sửu 1997 ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Sửu 2009 ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời. Công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Quý nhân phù trợ, ý, tị. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Sửu trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ năm luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dần. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Vận trình tốt đẹp đang chờ đón tuổi Dần trong hôm nay, thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn. Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho tuổi Dần. Không những thế, thứ năm này tuổi Dần còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dần. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 24, 72. Màu may mắn xanh rêu, xanh da trời. Giờ tốt 19 đến 21 giờ. Nhâm Dần 1962 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét,
tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Dần 1974, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Dần 1986, hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Dần 1998, trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Dần 2010, các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dần trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 5 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mão. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay thứ 5 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024, tuổi Mão đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho tuổi Mão có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm. Tuổi Mão nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng tuổi Mão cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản tuổi Mão sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mão. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 60-30. Màu may mắn xanh lá cây, xanh rêu. Giờ tốt 13-15 giờ. Quý Mão 1963, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Mão 1975, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Mão 1987, ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Mão 1999, ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời, công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Mão 2011, ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mão trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình.
Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 5 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thìn. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Các dấu hiệu chiêm tinh học vào ngày hôm nay, thứ 5 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024, cho thấy những vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với tuổi Thìn, bạn trở nên dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn những ngày khác. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ. Tử vi hôm nay nhắc nhở tuổi Thìn đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận không đáng phải quan tâm nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống. Bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi. Đây cũng sẽ là một ngày bạn có thể sẽ có những vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản thân buồn phiền, chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu cần, bạn nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đi nhé. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thìn. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 65, 96. Màu may mắn vàng, nâu. Giờ tốt 23 đến 1 giờ. Nhâm Thìn 1952 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Thìn 1964 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Thìn 1976 hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính. Đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Thìn 1988 trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Thìn 2000 các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Quý nhân phù trợ, ý, mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thìn, trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 5 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay thứ 5 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024 để thấy được rằng tuổi Tỵ khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Tỵ và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người. Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình. Tuy nhiên trong lĩnh vực xây dựng sự nghiệp, tuổi Tỵ có phần thể hiện những suy nghĩ dựa vào cảm tính nên gặp phải khá nhiều sự cản trở, phản đối của những người xung quanh. Con giáp này không đủ sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua những biến cố trước mắt, rất có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hãy học cách nâng cao năng lực của bản thân thêm nữa, đó là phương pháp tốt nhất để vươn tới thành công. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 75, 78. Màu may mắn đỏ, hồng. Giờ tốt 1 đến 3 giờ. Quý Tỵ 1953 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này.
Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Tỵ 1965, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Tỵ 1977, ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Tỵ 1989, ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời, công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Tỵ 2001, ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tỵ trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ năm luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Ngọ. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024, tuổi Ngọ sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Tử vi ngày 5 tháng 9 năm 2024 cho thấy đường tài lộc của tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó. Trong ngày hôm nay tuổi Ngọ cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân tuổi Ngọ không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Ngọ. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 97, 93. Màu may mắn tím, đỏ. Giờ tốt 7 đến 9 giờ. Giáp Ngọ 1954, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Ngọ 1966, hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Ngọ 1978, trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Ngọ 1990, các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Nhâm Ngọ 2002, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Quý nhân phù trợ, Dần, Tuất. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Ngọ trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ năm luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống.
Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mùi. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày thứ 5 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024, tuổi Mùi dễ trở nên bốc đồng và sốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này, không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai. Về phương diện tài lộc, tuổi Mùi có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ. Ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng. Vận trình tình cảm của tuổi Mùi trong thứ năm này ở mức bình bình. Bản thân và đối phương đang ở trong giai đoạn trùng xuống trong tình yêu. Có lẽ vì hai người yêu nhau được một thời gian dài và cũng lâu rồi tình cảm chưa được hâm nóng. Hãy thay đổi địa điểm hẹn hò mới giúp đôi bên khơi dậy cảm xúc yêu đương. Tình yêu thăng hoa cũng là chất xúc tác tốt để phương trình hóa học dẫn đến thành công diễn ra nhanh hơn đó bạn nhé. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mùi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 86, 34. Màu may mắn nâu, xám. Giờ tốt 5 đến 7 giờ. Ất Mùi 1955 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Mùi 1967 ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Mùi 1979 ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời. Công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Mùi 1991 ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý Mùi 2003 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mùi trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 5 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thân. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cục diện sao xấu trong ngày hôm nay, thứ 5 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024, nhắc nhở tuổi Thân rằng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình. Trên phương diện tài vận, tuổi Thân nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình. Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của tuổi Thân cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thân. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 62, 13. Màu may mắn vàng, trắng. Giờ tốt 9 đến 11 giờ. Bính Thân 1956 hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính. Đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Thân 1968 trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp,
kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Thân 1980, các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Nhân Thân 1992, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Thân 2004, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Quý nhân phù trợ, Thìn, Ý. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thân trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 5 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dậu. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, thứ 5 ngày 5 tháng 9 năm 2024, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Thế nhưng niềm vui với tuổi Dậu sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được. Có lẽ tuổi Dậu nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dậu. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 84, 54. Màu may mắn bạch kim, xám. Giờ tốt 13 đến 15 giờ. Đinh Dậu 1957, ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Dậu 1969, ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời, công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Dậu 1981, ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý Dậu 1993, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Dậu 2005, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dậu trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 5 luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tuất.
trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi hàng ngày phương Đông dự đoán rằng trong ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024, tuổi Tuất làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kỵ muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân tuổi Tuất chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt. Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng tuổi Tuất vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gắn ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực. Bù lại, vận trình tình duyên của tuổi Tuất rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tuất. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 85, 71. Màu may mắn vàng, cam. Giờ tốt 3 đến 5 giờ. Mậu Tuất 1958, trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Tuất 1970, các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Nhâm Tuất 1982, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Tuất 1994, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Tuất 2006, hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tuất trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ năm luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Hợi. Trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024, tuổi Hợi được thần tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt. Thứ năm này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của tuổi Hợi về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà tuổi Hợi nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Hợi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 35, 76. Màu may mắn đen, xanh lam. Giờ tốt 5 đến 7 giờ. Kỷ Hợi 1959, ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời. Công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều,
chủ yếu được người khác đem tới. Tân Hợi 1971 ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý Hợi 1983 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Hợi 1995 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Hợi 2007 ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Hợi trong ngày 5 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ năm luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Đừng tiếc like và comment khi xem video.